tôi mạnh mẽ với những mảnh ghép đam mê. Tôi mạnh mẽ nhờ mảnh ghép công nghệ đột phá. Tôi mạnh mẽ vì những mảnh đồng lòng kết nối. Tôi đã sẵn sàng. Việt Tin Banh luôn sẵn sàng trở thành một mảnh ghép giúp doanh nghiệp thêm phần mạnh mẽ, để tỏa sáng đam mê rực rỡ, để xứng tầm công nghệ quốc tế, để đồng lòng vươn xa biển lớn, để doanh nghiệp vững vàng lớn mạnh. Việt Tin Banh SME, mảnh ghép dẫn lối thành công. Việt Tin Banh, nâng giá trị cuộc sống.